thì à, thầy trò tụng xong cái bản kinh Địa Tạng thì ngày mai là các vị lại về lại trú xứ, thì thôi thì tôi cũng có vài lời để mà chia sẻ về cái nội dung ý nghĩa kinh Địa Tạng. Thì hôm rồi thì tôi đã giảng xong cái bộ kinh Địa Tạng, thì các Phật tử mà chuyên về đạo thì cũng đã nghe trọn bộ, mình tới một trăm mấy kỳ không, một trăm mấy kỳ. Thật sự ra thì cái gì nghe kỹ rồi đó, thì cái Địa Tạng là cái kho tâm thức mà thôi, kho tâm thức. Nhóm chứa là cái đủ cái chủng tử trong đó, cái kho này nó có chứa thiện chứa ác, thậm chí chứa vô ký, bởi vì thường thường nó có thiện ác và vô ký. Thì khi mình tu thì để mình trở về cái tâm địa của mình, mà tâm địa ở đây là với một cái Bồ Tát tâm. Vì mà cái nền tảng nó chia làm ba quyển. Một quyển thứ nhất là bổn nguyện, quyển giữa là bổn thể, và quyển cuối cùng là bổn hạnh. Nguyện, thể và hạnh. Bổn nguyện đó là trước mắt mình phải đem hết cái lòng chí thành của mình phát nguyện, phát một cái đại nguyện. Phát đại nguyện giống như ngày Địa Tạng là nguyện là gì? Là nguyện bao giờ chúng sanh thành Phật hết thì con mới thành Phật. Thật ra cái câu này đó, nếu mà mình các vị mà không có khéo á, các vị hiểu cái đó rất là mơ hồ, cứ tưởng đâu là mình làm vậy là ngon lắm, chứ thật không phải. Thì đúng như chừng nào mà tất cả những cái tình thức ở trong tư tưởng của mình á giác ngộ hết rồi, chừng đó mình mới giác ngộ, ý nói vậy đó. Mà những tình thức cái thì các Phật tử nó nhớ là thường thường chia ra làm gồm có bát thức tâm vương á, là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý mặt na là da. Nếu mình mà hàng thận được tám cái điều này đó, mà thành Phật tám chúng sanh này, đó là tám thức tâm vương. Nói nhiều ra nữa đó thì nó không biết bao nhiêu chúng sanh trong tâm tưởng của mình hết đó. Trong tâm tưởng mình trước mắt là có noãn, thai, thấp, hóa, là bốn loại chúng sanh có đầy dẫy trong tâm thức của mình. Não sanh là sanh bằng trứng, thai sanh là sanh bằng bào thai, thấp sanh là sao nó sanh đây thấp ẩm ướt, hóa sanh là cái sự biến hóa. Một giờ một phút thôi, một một sát na thôi mà cái tư tưởng mình nghĩ rối tung hết. Thử ngồi đi, ngồi yên chỗ đi vài vài phút vài giây thôi là cái tư tưởng chúng ta nó luôn liên tục có thay đổi. Khi thương, khi ghét, khi phải, khi quấy, khi nghĩ tốt, khi nghĩ xấu, khi buồn, giận, lo, sợ, yêu, mến, rồi quan đủ, nó rối bời tâm thức. Vậy mà mình muốn hàng thuận được những cái tâm thức đó đó, không phải chuyện dễ dàng, một sớm một chiều. Vì vậy mà phải phát cái nguyện cho vững mạnh, cái mạnh mẽ. Thông thường ở chúng sanh đó thì họ thích bất cứ chuyện gì dễ làm, chuyện có lợi, đó là tâm lý chúng sanh là như vậy đó. Cái chuyện dễ làm, chuyện có lợi trước mắt, tranh nhau vì cái lợi danh trước mắt, chứ họ không nghĩ cái tai hại đời sau.
Vì họ nghĩ rằng là cái chuyện đời sau nó còn lâu, ngày sau nó còn lâu, nhưng mà nhớ rằng cái thời gian nó qua rất là mau, nó cuốn đi tất cả hết. Cho nên vì vậy mà ta đừng nghĩ cái lợi trước mắt, mà chúng ta hãy luôn luôn nghĩ cái sự giải thoát giác ngộ của địa tạng của mình, cái mảnh đất tâm mình. Xưa nay mình cấy, mình dung, mình xới, mình trồng quá nhiều thứ trong đó, cỏ hoang cỏ dại nó mọc đầy trong đó, thằng ngô mắc cỡ gì thôi nó mọc đầy trong đó, gai góc mọc đầy trong đó. Bây giờ mình phải nhổ, mình phải vén, mình phải vun bồi, mình phải cài, cài xới làm sao cho cái mảnh đất tâm này nó trở thành hữu dụng. Khi mà mình mảnh đất tâm mình nó hữu dụng thì nó sẽ đem lại lợi lạc cho mình, cho người. Còn mình chưa có vun xới, mình chưa có nhổ được cái cỏ trần lao phiền não á, nó chằng chịt trong đó, mà mình mong đem giống thiện mình rải vô nó cũng sống nổi, giống như cái đất thầy trồng đó. Tôi mua cái nhà bên đó rồi, thật sự ra thì tôi nhìn mà ngao ngán, mà mướn mấy anh đi ngoài đường bắt anh xin việc làm, mấy người lớn tuổi làm ở trong vòng 1-2 tiếng đồng hồ thì họ làm, họ hầu mình ăn vài trăm đồng bạc họ làm, thì nào làm rồi họ lấy tiền, nhưng sau rồi thôi họ mới lấy tiền, còn họ tới giờ của họ đi nhậu. Nhưng mà tới giờ tôi bây giờ cần làm mảnh đất đó đó, một giờ tôi trả cho 10 đô la. Bây giờ tôi không biết thầu thầu sao, miễn sao mà tôi vừa ý nhổ hết cỏ thôi thì rồi. Giờ 10 đô la, họ đầu tiên họ lãnh ngon, giờ được khi mà có người thông dịch đó, lúc đó ông đang thông dịch rồi, họ lãnh ngon lắm. Nhưng mà rồi họ mới giác cái cuốc họ, họ cuốc xuống cái thôi, thì nó quá trời để nó chằng chịt. Cái này họ nói với tôi là họ về họ lấy thêm cái cào, lấy thêm cái dụng cụ, họ nói giấu vậy đó, họ ghi trong điện thoại về họ biến luôn tới ngày nay. Lúc đó tôi nghĩ sao giờ, thôi quyết định nếu bây giờ mình không mướn thì cái tiền đó thuộc của mình, tôi làm quyết định hay làm. Tôi mới lúc đó tôi nói thật sự ra bây giờ đây là một cái thử thách. Tại sao những cái khó khăn ngày xưa mình làm được, bây giờ có miếng đất như vậy là không được. Thật sự phải làm. Thì dĩ nhiên á, cái sự quyết chí để làm thì nó thành tựu rồi đó. Nhưng mà đừng có cái á, quá sức thì nó trả lại cho mình những cái đau nhất vậy thôi. Làm đến ngày hôm nay tại sao mà tôi nâng niu từng cái ngọn cây, từng cái trái cây, từng cái ngọn rau, cọng cải, nâng niu vì mình làm mình thấy nó hữu dụng. Thành ra các Phật tử mà ăn ăn những cái rau đó thì vui lắm. Mà tại vì đó là mình làm để cho người ta ăn, người ta vui, người ta hạnh phúc, người ta có lợi lạc. Còn nếu mà tôi đem cái tâm xấu xa mà tôi trồng á, thì các ngày nay ra nó không tốt vậy đâu. Cho nên trong kinh Phật nói câu mà ứng sở tri lượng, tùy chúng sanh tâm ứng sở tri lượng, theo cái tâm chúng sanh mà nó tương ứng, nó như vậy. Mình làm bằng cái tâm hoan hỷ, bằng cái tấm lòng vững chãi để mà đem sự lợi lạc cho người thì dường như cái thành tựu luôn luôn thành tựu. Nhưng mà mình đừng có trông chờ, mình làm hết sức mình tự nhiên nó thành tựu nha. Chứ còn làm mà ngồi đó mà trông chờ, mà hy vọng, mà đếm từng giờ, nó không thành tựu đâu. Khi tôi làm, tôi ngồi, tôi lết, tôi làm đó thì biết tôi nói thôi, quần áo đồ cũ nó rẻ rề rồi, lết đại số lỡ rách thì đi mua khác 2-3 đồng, hơn là giờ mình mướn 10 đồng mà họ không làm. Tôi ngồi lết cứ cứ ngồi tới đâu lết tới đó, rồi lấy cái xẻng sắn cái này mình lượm cỏ mình nhổ, rồi ngày qua tháng lại cái vài ngày nó rồi nào không nghe.
Tôi nghĩ một cái nắp như vậy mà tôi nghĩ rồi không ngay. Một mình làm ngay, không có người thứ hai, cái này nói thật. Bằng một sự cương quyết. Vì vậy mà cái nhờ khi tôi giải một cái địa tạng đó, thì tôi thấy cái quyển đầu là bổn nguyện này, là bổn nguyện. Bổn là gốc mà, là căn bản mà. Căn bản của gốc mình là phải phát nguyện cho nó vững vững vàng. Ngoài đời các Phật tử cũng vậy thôi. Tại mình tưởng đâu cuộc đời nó được cái này là mình dởm kia, mình tưởng nó cái kia nó vui, chứ thật sự nó có khi nó còn đau khổ hơn. Nếu mình không tu, mình không biết tu, mình không biết đạo lý á, thì mình cứ mình trông chờ, mong đứng núi này trông núi nọ, mong của cải, mong giàu sang, mong được cái thật sự các gì cả cuộc đời chạy theo á, hãy càng chạy theo nó càng tệ hơn à. Chứ đừng đừng tưởng đâu mình chạy theo đời nó tốt đẹp hơn á, không có gì tốt đẹp đâu. Bây giờ thầy nói các Phật tử nhìn lại những người bạn của mình á, thế tôi nói ngoài đời một chút, những người bạn các vị từng biết từ hồi nhỏ cho tới khi lớn thành gia thất, họ có những người họ thay chồng đổi vợ đó, rồi bây giờ quý vị ngồi nhìn cái có tốt tốt đẹp hơn không, nhìn kỹ không tốt đẹp hơn, đau khổ hơn thì có, rắc rối hơn thì có, rồi đã cho những vậy mà đem ra cái hậu quả cho con cháu á, kẻ xa cha người xa mẹ, đau khổ hơn thì có. Vì vậy cuộc đời chúng ta hãy là Phật tử, chúng ta hãy tự chọn, hãy ý chí tự chọn và phát cái bổn nguyện rất lớn để mình bằng lòng với cái cuộc sống hiện tại của mình, thì mình sẽ có an lạc hạnh phúc. Rồi khi phát bổn nguyện như vậy rồi nó lên cái quyển thứ hai của cái Địa Tạng đó là bổn thệ. Bởi vì nguyện có khi sợ không không chịu nổi, cho nên giờ phải thề, là thề, mà thế gian ta nói lời thề trước miếu sau chùa đó, để như mình nhớ cái lời thề đó. Nếu như là vợ là chồng nhau thì hồi gặp gặp cũng có lời thề, ta gọi là thề non hẹn biển đâu. Mình nhớ tại sao gặp nhau, lúc mới thương nhau mình thề chi vậy, để rồi cuộc đời nó có những cái biến cố, những thăng trầm, mình nhớ cái ngày đầu đó mình từng thề thiện, thề hẹn là răng long tóc bạc, thề hẹn là thủy chung, nhớ cái gốc đó, gốc ban đầu đó, để rồi mình giữ gìn cái tâm thức đó, cái tâm lý đó, cái tình nghĩa đó cho nó trọn một đường đời. Cuối cùng là bổn hạnh, là cái hành động, là cái việc làm, là cái nết, là cái ứng xử. Cuối cùng khi qua bổn nguyện, bổn thệ tới bổn hạnh, thì bây giờ ứng xử làm sao? Càng là chồng vợ thì càng yêu thương nhau, càng lâu dài càng yêu thương nhau nhiều hơn. Đó là thể hiện cái tấm lòng thật, bằng cái ngày nào mình gặp nhau mình yêu thương, về chung một nhà thì bây giờ càng ngày nó càng yêu thương nhau nhiều hơn. Đó là nói về con người, mà người như vậy cũng phải là người nhiều hơn con, thì các vị sẽ làm được điều đó. Còn nếu mà tôi nói cho nhiều đi chăng nữa, nhưng mà các vị con nhiều hơn người thì có nói cỡ nào cũng vậy thôi. Mà nếu các vị muốn vượt lên á, cái số phận đó đó, thì các vị phải ráng tu tập ba nghiệp thân miệng ý. Thân thì không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm. Miệng thì không nói dối, không nói lời siêu dở, không nói lưỡi đôi chiều, không nói lời hung ác. Ý không tham, không sân, không tà kiến. Thì được 10 cái điều đó đó, thì nó vượt khỏi cái chữ con, mà nó trở thành gọi là người trai. Người trai. Cho nên trước mắt á, các huynh đệ tu làm sao mà cái phần người nó nhiều hơn phần con,
rồi tu làm sao nữa, là dứt điểm cái phần con mà nó thành người trời. Như vậy trời không phải ở trên mây, không phải ở trên vũ trụ đâu đâu với cái trời, mà đô chỉ tại nhân tâm. Chính ngài Khổng Tử đó, đó là thiên thính tịch vô âm, thương thương hà sứ tầm, phi cao diệt phi diễn, đô chỉ tại nhân tâm. Có nghĩa là trời mà mình lấy lỗ tai để mình nghe đó thì gọi là thiên thính tịch vô âm. Lỗ tai mình nghe là nó nghe âm thanh vu vi vu vằng vặc chứ không, không nghe ai trên đó. Thương thương hà sứ tầm, hết từ mấy sinh này tới từ mấy sinh kia chứ đâu có thấy ông trời nào trên đó đâu. Đơn giản thôi, mình đi máy bay gì, đi máy bay ở Mỹ này nó dễ dẫn chứng nhất à. Đi máy bay mình tưởng đâu máy bay cái tầng mây đó là cao rồi chứ gì. Bay lên tầng mây đó thì thấy lên nữa thì tiếp tục có tầng mây trên mình nữa. Cứ vậy hết tầng này tới tầng kia gọi là thương thương hà sứ tầm. Hết tầng mây xanh này tới tầng mây xanh khác thôi. Phi cao diệt phi diễn. Hay mình càng bay lên cao thì mình thấy nó càng xa. Ở nhiều khi mình thấy mây, mình thấy trên đầu nó, nhưng mà khi bay lên rồi thì thấy mây nó xa nữa. Thì cuối cùng đô chỉ tại nhân tâm, do cái tâm người của mình mà biểu hiện qua con, người trời. Đây là những điều mà rất là căn bản, rất là gần gũi thực tế. Tuy nhiên đòi hỏi cái người có tâm địa đó thì mới nghe nổi. Tuy là những điều tôi nói rất là thực tế phải không? Rất là gần gũi nhưng mà phải có tâm địa mới nghe nổi. Còn họ không có tâm địa là nghe không nổi. Tâm địa hay nó khác là địa tạng. Cho nên tam giới chi trung dĩ tâm chi chủ. Trong cái tam giới lấy cái tâm làm chủ. Năng quán tâm giả cố cánh giải thoát, bất năng quán giả cố cánh trầm luân. Cái năng là có thể. Năng quán tâm giả có thể quán được cái tâm á thì người đó giải thoát. Người nào mà nhìn được cái tâm, thấy được cái tâm thức của mình thì giải thoát. Mà bất năng quán giả cố cánh trầm luân, không thấy mình. Nhiều khi các vị thấy có khi nào các vị nhận có điều đó không? Các vị thấy có những lúc các vị quên mình không? Có những lúc mình quên mình. Quên hoài. Nó quên mình là quên cái tâm thức của mình. Mình làm không biết mình làm cái gì. Nghĩ mình biết nghĩ cái gì. Thì lúc đó mình đang trầm luân á. Còn mình biết mình đang nghĩ cái gì, mình biết cái điều mình đang nghĩ đó nó dẫn tới cái kết quả là ác hay là thiện. Cái điều mình nghĩ, mình chuẩn bị, mình hành động đó, nó dẫn đến cái sự an vui hay là tù tội khổ đau. Bởi vì phải suy nghĩ, rồi phải phát khởi ra cái miệng, rồi mới hành động, là ba nghiệp chứ gì. Cho nên người đi tới Phật chỉ có quán chiếu vậy thôi. Quán chiếu thân, miệng, ý của mình. Khi mình nghĩ, coi mình nghĩ cái điều đó đem ra sự an lạc không? Mình nghĩ cái điều gì nó vừa suy nghĩ, nó vừa khởi tâm thức của mình. Mà mình thấy lo sợ thì thôi dẹp đi, đừng làm. Đó là cái nó biểu hiện cái kết quả nó không có lành. Còn mình nghĩ điều gì mà lại cho người, ví dụ như nghĩ là thôi kỳ này bữa nay mình làm, bữa nay mình có được vài chục đồng tiền ta cho, bữa nay mình lấy cái tiền đó mình biếu cho mua quà cho cha mẹ, hay là mua đồ ăn về cho những người nghèo, mình nghĩ điều đó nó không có gì đau khổ, nó không có gì mà làm cho mình phải lo sợ hết trơn á. Thứ nhất là đồng tiền mình có được mình đang nắm trong tay. Thứ hai là mình làm lại cho người khác, mình chia sẻ cho người khác thì cái đó nó không có lo sợ. Còn nó bữa nay mình suy nghĩ là mình phải làm để kia nọ,
phải đạp đổ nhau, phải chửi với nhau, phải trả thù nhau, kêu là vừa khởi lên là tâm thức mình thấy nó rối bời. Cho nên các chị đừng có tưởng đâu những người làm ác họ vui vẻ làm ác không cái đâu, họ vừa suy nghĩ thôi là họ đã chịu cả quả báo rồi, báo ngay lúc đó rồi. Chứ đừng có khi mà chài năm này tháng kia mới có. Cho nên tôi nói hoài đó, lúc mà ông Quách Què mà ông bị bắt giam rồi đó, mà ông dứt khoát ông không khai á, rồi ông Trần Công Công á, thấy giáo Công Công, Trần Công Công không, ông mới vô thăm là nhờ ông Công Công này để cho Quách Què thấy rằng tôi ông từng từng biết quá mà biết nhau hết rồi, thôi giờ khai đi. Quách Què đây không có khai, nói họ thấy ông Trần Công Công tức con đã Quách Què 18-20 năm qua chẳng lẽ nào trong những giấc mơ ông không hề có những ác mộng, và có đâu lẽ 18-20 năm qua là cái vụ mà cái gì cái tích truyện mà liên lưu cháu chúa không? Phong công sẽ bắt què đó. Tức là 18-20 năm qua trong giấc mộng không bao giờ ông không có ác mộng, trong giấc ngủ ông không có ác mộng chứ. Nếu mà 18-20 năm qua bảo không ác mộng thì ông là con gì đó, mới là con người, vì ông làm ác quá mà liên lưu cháu chúa mà. Tôi cho ông hai trên đầu ba tấc có thần linh, ông không có giấu ai được đâu. Cái lương tâm lương tri ông nó cắn đứt ông từng giờ trong 18 năm qua đó, mà ông để chi trong đó để cho đau khổ mãi như vậy. Nói vậy nhà nói vậy đó mà khiến cho nên ông này mất cái cảnh giác đi. Cho nên cuối cùng mới là ông Bao Công mới lập ra cái gọi là Diêm Vương giả. Chứ nếu mà ông Trần Công Công mà không vô nhớ nói những lời đó đó thì ông này ông đâu có mất cảnh giác. Khi ông này ông nói vậy ông này ông có thấy phải, cho nên ông gắt liệm đi. Bây giờ thôi giờ cái dấu lúc đó phân hai rồi, lúc đầu ông dứt khoát là ông bảo vệ lưu thái hậu, là dứt khoát cỡ nào cỡ trung thành với chủ không khai, thà chết chứ không khai. Nhưng mà khi ông Trần Công Công nói vậy thì bây giờ ông cũng không khai, nhưng mà ông ngất đi. Tại vì nó đúng, mẹ nói đúng đó chứ. 18 năm qua luôn luôn sống trong lo sợ. Thôi tự giờ ta cũng mong cho ta chết cho rồi để ta đừng có khai. Thì ông nằm thủ thủ thiêu thiêu vậy, cái này vô tình đưa ông vào cái gọi là rớt vào cái gọi là quán qua mù mờ. Mù mờ thì ông Mông Công ông cho hiện trường giả của Diêm Diêm Định thì xử cái ông thôi thì giờ xuống dưới đây Diêm Chúa rồi còn giấu gì nữa, thôi thì ta khai khai chết rồi để mà vì đó ông mà không khai là bị cắt lưỡi ông bị thế này kia, cho nên thôi thì tới đây rồi còn gì sợ. Thật ra những người làm ác họ đau khổ từng giờ từng sát na. Bây giờ ví dụ như giữa hai vợ chồng giữa nói xin lỗi đi, lỡ mình làm sai với vợ gì rồi á, đố các vị mà các vị không đau khổ đó. Ví dụ giờ lỡ đi Việt Nam có quen cô gái chân dài nào đó rồi đó ha, mà qua bên đây đố các vị mà yên được không, nơm nớp lo sợ từng giờ từng giấc ngủ, sợ quên kêu tên đó ra vợ làm sát bên không, rồi từng biết ăn cũng lo sợ, từng giấc ngủ lo sợ, cho tới từng đồng bạc làm ra cũng lo sợ, đủ thứ hết, các người thấy không? Cho nên thì vậy đó, nói đi nói lại thì người Phật tử mình đó trở về cái tâm địa là chỗ đó đó. Quán chiếu mình làm gì đừng có xoáy lương tâm lương tri của mình, cho nên gọi là năng quán tâm giả cứu cánh giải thoát, mà bất năng quán giả cứu cánh trầm luân. Ai mà quán chiếu được cái tâm thì giải thoát, mà không thấy được nó là trầm luân rõ ràng. Đó, cho nên vậy mà cái Địa Tạng mới ra đời. Thì thật ra thì bộ cái Địa Tạng ra đời đó thì sau cái bộ kinh Vu Lan, rồi trước bộ kinh Di Đà, bộ kinh Pháp Hoa, bộ kinh Đại Bát Niết Bàn. Có nghĩa là kinh Địa Tạng có sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn khoảng 900 năm.
Đó là sự thật. Nhưng mà bây giờ á, nội mà có vấn đề này thôi mà gây cãi nhau, người thì nó có, người nó không. Thật sự nó cái gì có, cái gì không. Người thì nói cái Địa Tạng là Phật nói, còn người thì nó không có Phật nói, như đó mà gây cãi hoài, hai bên đều sai hết. Vì cái nào chân lý là cái đó là lời của dạy của chư Phật, mà Phật đây không phải riêng Phật Thích Ca, mà người nào gì ai giác ngộ là Phật, ai tỉnh thức là Phật. Thì cái lời nào mà nó có đầy, nó chứa cái nhân quả trong đó, nó chứa cái dạy nhân quả trong đó, nó dạy vô thường, vô ngã, niết bàn, dạy sự an lạc, giải thoát trong đó, thì kinh lời của Phật, chứ còn có lời nào của hay không của. Cho nên sau khi thành lập kỷ nguyên rồi đó, thì thế kỷ thứ nhất Phật giáo mình bắt đầu mới truyền sang Đông Độ. Đầu tiên đó là Ca Diếp Ma Đằng và Trúc Pháp Lan vào năm mấy chục quên rồi, do vua Hán Minh Đế nằm mộng thấy bên Tây Vực có một cái đạo, có một thần tiên, chứ lúc đó chưa biết là Phật, chứ lúc đó là Trung Hoa chưa biết là Phật. Ông mới cho sứ đi đi tìm, thì qua tới nước Tây Trúc đó thì gặp hai ông nhà sư này, nghe nói đạo lý cao siêu quá mới thỉnh về nhà Hán năm mấy chục rồi, năm 47 năm 60 gì tự nhiên quên rồi. Thì mấy mấy coi như là quay qua quay lại thì các cái chùa Bạch Mã đầu tiên ở tại Trung Quốc. Ngược lại bên Việt Nam mình á, thì ngày Khương Tăng Hội cũng những cái năm đó đi ngang cái vùng đất của Bắc bây giờ đó, các cái chùa Kiến Sơn, khiến đi ngang đó cái ghe nó bị dính vô cái đảo đó luôn, không đi nữa được, ngài phải dừng chân đó một giai đoạn, thành lập các cái chùa Kiến Sơn. Thành ra cái Phật văn hóa Phật giáo giữa Việt Nam Trung Quốc cùng thời nhau, nhưng mà tại Trung Quốc mạnh hơn. Mà nó là tại vì nhiều cái nguồn tư tưởng, nhiều cái sự truyền thừa nó lẻ hơn đó. Rồi Phật giáo Việt Nam mình đó, thì nói chung thì theo lẽ đó là dạy cho Trung Quốc, nhưng mà cuối cùng vì mình nhỏ nhoi quá đi cho nên mình chịu lép, chứ thật sự ra là họ thời sẽ có những thầy ở Việt Nam đi qua dạy cho mấy thầy ở Trung Quốc à, chứ không phải Trung Quốc dạy Việt Nam mình đâu. Bây giờ các vị có những cái nghi lễ đó, chúng ta tưởng nó của Trung Quốc chứ không phải của Việt Nam mình à. Ở Trung Quốc không có vụ mà cúng dường mà bắt cái ấn vậy mà buổi trưa mà cúng dường vậy là Trung Quốc không có nghe. Qua Việt Nam mình, Việt Nam mình chế nó rất hay. Ví dụ trưa tại sao ăn cơm, để cái cơm về cái là gọi là cử án tề mi với thầy ba 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 cái trụ rồi ha, để cái chén cơm lên bắt ánh tam sơn kiết già kiết ánh nào mà Trung Quốc không có. Đừng nói thừa cái này của Trung Quốc, nó có mà Việt Nam mình chế ra. Ví dụ cái áo tôi đang mặc đúng áo này của Đài Loan Trung Quốc này, nhưng mà Việt Nam mình cũng y như vậy mà phải khác, là cái này là nó không có những cái ấn 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 vậy, nguyên một miếng vải thẳng vậy thôi, đó là của Phật giáo Việt Nam mình. Cái màu cũng vậy, tại vì cái màu Việt Nam mình là màu đất, cho nên thường thường là cái màu đào mới trúng à, chứ đúng là cái màu này nè, màu này cho tới màu đào mới là trúng sắc phục, rồi là cái y phục của người Việt này. Nhưng mà đúng mai đúng cho người Việt thì không có vụ nhấn nhấn vậy. Còn nhấn nhấn vậy là tại hậu nhấn vậy, nhấn sao mà điếu cho nó ra 37 trời đạo phỏng đó. Nhấn sao mà ba tầng gọi là tam bảo. Thật sự ra thì ở Việt Nam không có. Việt Nam mình một muốn dễ suông vậy thôi. Thành ra nếu mình biết được đó, thì nó có sự khác biệt đàng hoàng. Chứ đừng đổ thừa. Có nhiều người hậu đồ cứ nói Phật giáo của Trung Quốc, Phật giáo của Trung Quốc không phải đâu.
có những cái hòa nhập trong hòa tan, đặc biệt như hòa nhập trong hòa tan. Còn họ sở dĩ mà họ hòa tan là tại vì đó là cái giai đoạn người Trung Quốc gọi là đô hộ Việt Nam mình dài quá đi, thành ra để phục vụ cái nhu cầu tín ngưỡng của người Trung Quốc, thành ra mấy thầy cũng phải ráng mà học theo cái kiểu người ta để làm lợi lạc cho cả đôi bên. Chứ còn nếu tách rời ra thì Phật giáo Việt Nam nó có khác biệt rồi nè. Nhưng mà nói gì thì nói, chứ cần trở lại vấn đề kinh tạng đó, thì bởi vì hồi xưa nếu mà chưa có chữ Quốc ngữ ra đời thì mình vẫn là sử dụng chung một chữ văn tự nha. Văn tự chứ không phải Hán tự. Sở dĩ sao thì gọi nó là chữ Hán đó, là tại vì đời nhà Hán họ mạnh quá thì họ muốn thống lĩnh. Họ sửa chữ của họ là chữ Hán tự, chứ thật sự trước cái đời nhà Hán cái chữ này gọi là văn tự. Thì là tổ tiên mình hồi xưa cũng sử dụng chữ đó thôi. Nhưng mà sau này thì khi mà Pháp đô hộ thì thấy cái chữ gì mà vèo, lít nhít, hà là không được, cái họ mới đeo chữ Latin qua. Thì cái chuyện đó tôi cũng không mạng, chuyện này làm gì thì mình cũng không có rành gì được về thầy cô. Chứ không phải như thầy Thiệt Từ đem ra bàn để chúng nó chữ không sợ đâu, tôi cũng không vào động tới cái này. Ai đem qua cũng được, mà ai có công cũng được. Ông Alexander Roth hay là ông gì thôi kệ cái đó mà không thành vấn đề. Nhưng mà thôi thì cái gì đó, nhưng mà thật ra mà nói thì nguồn cội tổ tiên của mình vẫn là xài chữ văn tự. Mà ngày xưa viết một chữ văn tự nó rất là hay, nó có cái hàm ý trong nó sâu sắc lắm. Chứ không phải mà hoàng mèo rất lịch mình tưởng đâu là của Hán mà. Nhưng mà bây giờ thời cổ đổi mới thì bây giờ đó, nếu mà kinh tạng mà không xài cái chữ văn tự đó mà xài Quốc ngữ thì nó không hết ý. Nó không hết ý. Ví dụ như cái bài hồi nãy tôi sướng đó, nó là Phật thân thanh tịnh tợ lưu ly, Phật diện do như mãn nguyệt quy, Phật tại thế gian thường cứu khổ, Phật tâm vô sứ bất từ bi. Bây giờ dịch ra Quốc ngữ không hết ý. Thà để văn tự vậy đó, rồi mình đọc rồi mình hiểu. Bởi vì nó hàm chứa Phật thân là cái thân Phật thanh tịnh như lưu ly, rồi dùng dịch sao thì cuối cùng cũng phải mượn mấy chữ à. Thì thôi thay để nguyên vậy là hiểu, dịch ra là thân Phật thanh tịnh tợ lưu ly thì vậy thì nó sửa tới sửa luôn chứ đâu dịch gì đâu. Phật diễn do như mãn nguyệt quy là mặt Phật sáng ngời như trăng sáng, thì cũng dịch được có vài chữ à. Thì thay vì bây giờ cái văn nó như vậy, thì nó ví dụ như cái bài mà vô thượng thầm thâm vi diệu pháp của bà Võ Tắc Thiên đó, mấy trăm năm, một ngàn mấy trăm năm nay không ai có thể đặt bút sửa một chữ gì trong đó được, mà dịch cỡ nào cũng không có tí hết. Rồi ví dụ như nói về tiên tổ ta, cái bài thơ thành của ngài Lý Thường Kiệt phải không, bây giờ bao nhiêu tác giả dịch ra mà dịch cũng không hết ý nữa. Thà để nguyên văn Nam Quốc Sơn Hà Nam Đế Cư Tuyệt Nhiên Định Phận Tại Thiên Thư Như Hà Kịch Lỗ Lai Xâm Phạm Nữ Đẳng Hành Khang Thủ Bại Hư, vậy là mình phân tích cho con cháu nghe. Chứ còn đố các vị mà dịch nó ra hết cái bốn câu thơ thành đó, không ra đi được. Mãi cho tới thời chữ Nôm á, của Nguyễn Trãi đó, thì viết cái bản Bình Ngô Đại Cáo đó ra chữ Nôm thì nó sâu sắc đó. Nhưng mà rồi một hồi cũng phải mượn một vài chữ văn tự à, chứ cũng không lìa được. Nhưng mà mình hay là mình tiến hóa lên, là mình thay đổi được chút chút xíu. Cho tới thời này chúng ta xài Quốc ngữ, tới thời này các vị qua bên đây là bắt đầu xài Anh ngữ. Xài Anh ngữ, bây giờ Anh ngữ đó, bây giờ các vị thấy Anh ngữ ngày nay nó phồn thể, nó giả thể rồi, được gọi là tiếng bò thế này kia, nó cũng tràn ngay thấy không, đâu phải chuyện dễ đâu. Sau thì trả lại cái đạo Phật mình,
là cái đạo mà đem là cái sự an lạc cho người, răn dạy người, khuyên người hướng về con đường lành, xa lìa những cái khổ lụy phiền não. Thì bây giờ mình làm bất cứ việc gì mà lợi mình, lợi người, lợi hiện tại và tương lai thì cái đó là phước, là thiện. Còn mình làm cái điều gì mà hại mình, hại người hiện tại cũng như tương lai thì cái là ác. Mình luôn nghĩ tới cái điều hạnh phúc trong tương lai thì như vậy là thiện. Còn nói về cao xa hơn thì tùy hoàn cảnh và ứng sở trí lượng. Chứ các vị đừng có mà vội vàng quá. Ví dụ tu mà mình vội vàng quá cũng coi chừng. Đồng vợ đồng chồng thì nó mới tốt. Chứ giờ mình tu không mà vợ mình không có tu thì cũng không được, nó cũng kéo lôi lại à. Cho nên làm sao từng bước thuận vợ thuận chồng, đồng vợ đồng chồng, có sự hoan hỷ, có sự hài hòa với nhau thì đây là mình đi đúng pháp. Còn mà vợ mà tối ngày cứ lo tu không, tối ngày cứ vô chùa không đó thì bỏ chồng bỏ con cũng không được. Mà chồng mà cái tối ngày lo tu không, bỏ vợ gánh giá không cũng không được. Tất cả nó đều phải có tương quan tương duyên hết. Cho nên tôi có cái duyên may mắn là tôi không có Phật tử đông, nhưng mà đại đa số những Phật tử đến với tôi là đều đồng vợ đồng chồng ấy. Có vợ có chồng cùng một ý hết. Còn đông Phật tử không có, mà cũng không có Phật tử mà vợ theo tôi mà chồng không không theo, hay là chồng theo vợ không theo, không có, mà thấy đều là đồng vợ đồng chồng. Thậm chí có những cái cặp mà vợ đạo Chúa, chồng đạo Phật mà vẫn dẫn vợ tới và tôi rất là dung hòa, tôi không phân biệt gì cả. Nó năm nào cũng cuối năm có những cặp trẻ dẫn nhau về từng cặp vậy đó. Mà thật sự nó không phải cùng đạo, mà mấy đứa nó rất là khéo, vì nó có trình độ, nó có cái sự khéo léo, cho nên vợ chồng đồng thuận hết trơn. Nhà thờ tôi cũng bảo nó cái nó cũng phải đi, chứ không phải mình nó đạo Phật rồi xong mình không đi nhà thờ, chở vợ đi nhà thờ rồi mình vẫn vô đó mình vẫn hành lễ thì nó được đương nhiên rồi, không có chuyện gì mà phải phân biệt kỳ thị hết. Nhưng mà cái tâm thì gốc ai nó giữ, đó cũng là hình thức đem lại sự an lạc cho cuộc đời, cho bản thân và cho đạo pháp. Thôi thầy nói gọn cho quý vị đi xa đi về. Đó là gặp ngay là ngày đầu ha. Đầu tiên thì nhắc vậy thôi, nghe có quan hỷ không? Không thì nghe nhiều rồi còn nghĩ gì? Mấy Mỹ có nghe pháp không? con thỉnh thoảng Nhưng mà nghe thầy nói gì có hiểu thì lên xe mở cho nghe không? Còn chỉ có mở mở cho nghe. Nhưng mà tại vì nó tiếc á, là nếu nghe vô mà nghe pháp thầy thì thường hay bị dội. Tại vì nó thẳng quá. Mà nghe vậy thì nó còn mềm dịu nghe, chứ mà có nghe những cái bài là tôi giảng giống như là tôi tát thẳng thì nó hơi vội phải không? Hơi hơi dội gọi là. Nhưng mà tiếc là tại vì thôi mỗi người nó có cách đi. Ai có duyên nghe chứ gần giờ mà biểu tôi nói nhẹ cũng không được nữa. Mình có những cái tiếc nhưng mà thôi cũng không đến tiếc làm gì. Tới là thật khó nghe. Rồi thì thôi thì tới đây thì tạm nghe nha. Rồi bây giờ có nói chuyện riêng gì nữa.